Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng chơi nấu nướng nhé. Hôm nay chúng ta cùng khám phá bộ đồ chơi nấu nướng nha. Chúng ta cùng bóc bộ đồ chơi ra nào. Đây là bé Bông, đây là anh Sún, còn đây là bạn Long Pèo. Bé Bông nay sinh nhờ, bé Bông có bộ quần áo mới nè, có bộ đồ chơi mới đấy các bạn ơi. Các bạn bóc ra nha. Mình có áo mới nè. Đúng rồi, chúng ta bóc ra nào. Để chúng ta chơi chơi nấu ăn nhá. Vui quá. Vui quá. Wow. Nắm qua bạn ơi. Nào chúng ta đổ ra đây nào. Cái kéo bạn đúng rồi. Ôi nhiều đồ chơi quá. Con cá gì? Con súc sinh các bạn ơi. Đúng rồi. Cả búp bê nữa. Cả búp bê nữa. Cái kéo. Có cả cái kéo nữa. Mình phát hiện ra một cái tủ lạnh này. Luôn. Tủ lạnh à, đúng rồi. À đây là cái gì đây hả bạn? Cái nồi nướng. Đúng rồi. Còn đây mở ra mở vào. Còn đây là cái gì đây? Cái gì đây bạn? Bạn cái gì đây bạn Bông? Tủ cơm. Đúng rồi. Còn đây là tủ nhá, tủ lạnh đấy. Đĩa. À đĩa. Đây là nên em bé búp bê này các bạn ơi, em bé búp bê đấy, xinh quá. Bé búp bê này bạn bé Bông, mấy búp cầm ấy nhá. Đây là cái muôi. À chúng ta nấu ăn đi. Nướng cho em bé này. Đúng rồi, cho em bé ăn nhá. Đây là bộ đồ chơi nấu nướng đấy các bạn ơi. Em bé ăn xong rồi. À chúng ta cho cá vào nhá, chúng ta cho cá vào đĩa nào. Đây chúng ta có món cá rán này các bạn ơi. Cá rán đấy các bạn ạ. Còn đây là quả chuối nè. Bạn ăn chuối đi bạn. Ngọt 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 ngon quá. Em ăn bánh quy nha. Bạn ăn bánh quy đi. Mình ăn cái cá. Ngon. Thịt rán ở mình lấy đồ ra đây. À đây là bếp gì đây? Đây là bếp từ. Bếp từ ạ. Rán. Rồi. Đây là bít tết này. Chúng ta ăn bít tết nhá. Mời các bạn ăn bít tết nào. Học. Học. Được ăn bít tết nhá các bạn nhá. Mình ăn xúc xích. Nóng quá. Ngon nhỉ. Mình nấu ăn nha. Chúng ta cùng nấu đi. À cho bếp đi. Nấu xúc xích. Đúng, cho xúc xích còn nấu nhá. Bánh quy. Đúng rồi. Lắp vung vào. Đúng rồi nhá. Làm bật điện lên. Lắp vung bật điện. Đúng rồi. Bật điện lên nhá, nóng với sóng rồi này. Các bạn ơi. Cố chưa bạn? Rồi. Rồi, tôi xếp vào đĩa nhá. Các bạn ăn nhá. Xếp vào đĩa nào. Các bạn ơi. Nào, tôi lấy dĩa, tôi dĩa nhá. Ngó. Đấy cái đảo. Ngó, ngó. Đấy cái đảo. À, chúng ta nấu món khác đi. Món cá. Cho cá. Cá kho, bạn anh Sún nấu cá kho đi bạn anh Sún. Đúng rồi, cho vào kho cá đi. Mình xin lấy cà chua đây. Đúng rồi. Cho ít cà chua vào nè. Đâu rồi cô ơi. À, chúng ta cho bít tết vào lò vi sóng đi. Đây bạn cho vào lò vi sóng đi bạn. Mà cho rồi. Nào bạn. Đây cho nãy nha. Cho vào cho nướng nha. Cho vào nướng một tí. Ít muối này cho ngon. Đúng rồi. À, bạn cho vào đi để muối. Nướng. Để một lúc mới chín được nhờ. Nào để quay ra đây nào, quay ra đây. Đúng rồi. Bây chúng mình chờ đợi nhá. Đúng rồi. Lấy lại mình cắt. Đúng rồi, bạn cắt đi. Cắt xúc xích ra để các bạn ăn nào. Baby nữa. Ôi, em bé. Nào, đây là món cá kho phải không? Tôi ăn con cá nhá. Đây là bánh quy. Dạ. Xúc xích ở đây. Đúng rồi. Cho xúc xích chín rồi. À chúng ta mang bít tết ra xem nào. Nào cho ra đĩa bạn ơi. Cho đĩa nóng quá. Cho mình một cái này. Đúng rồi. Ăn thử một miếng đi. Ăn thử nhá. Ăn thử này, ôi ngon quá bạn ơi.
ăn này ngon thật đấy. Bạn thôi cho ít lá hành vào nha. Đúng rồi, bạn cho lá hành vào đi. Cà chua luôn cho ngon. Em bé đấy, em bé xinh quá, em bé xinh quá. Cái muối này các bạn ơi. Em bé búp bê xinh quá các bạn ơi. Cái này không có muối. Đợi mình đi mua muối nha, đi mua muối về rồi. À, cho bạn búp bê ăn đi nào. Bạn búp bê ăn bữa Tết nha. Nào, bạn búp bê ăn nào. Nào, bạn búp bê ăn Tết đi. Ngon quá, búp bê ăn nha. Nào, chúng ta cho búp bê ăn cá này. Búp bê ăn cá đi. Ngon. Đấy, búp bê ăn bít Tết đấy. Mình đi cắt ít lá. Nào, thôi hôm nay chúng ta cũng đến đây thôi nha. Các bạn đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nha. Bye bye.